Cậu ta muốn khiêu chiến lão đại. Ai vậy? Chính là tên đó. Sao nào, sợ rồi chứ? Bớt nói nhảm đi. Đến đây. Hay. 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 Đấu tiếp vòng 2. Được thôi. Hay. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Đã phục chưa? Phục. Phục rồi. Phục cái đầu cậu. Lên. Tôi phải đi tè rồi. Bây giờ đã biết ai là lão đại chưa? Cậu, nếu như cậu có thể đánh bại thầy Mã, chúng tôi sẽ bái cậu làm sư phụ. Đúng, thầy Mã. Lão đại, sao giờ? Cứ đợi xem. Mình sợ nhất là học tiết Taekwondo của thầy Mã. Mình cũng vậy. Thầy Mã đáng sợ chết đi được. Này thì lười biếng này. Vào lớp. Đứng dậy. Nghiêm. Chào. Chào thầy ạ. Chuẩn bị ép chân. Đừng có lười biếng. Ai mà lười biếng thì tôi sẽ phạt đấy. Làm nghiêm túc. Điền Hinh, chân sau, nhấc lên. Ứng ngực, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ai bảo bình thường em lười tập, giờ thì biết đau rồi. Nhìn một chút. Xuống. Ngẩng đầu. Xuống. Thầy Mã, em muốn đấu đôi với thầy.
Em nói lại lần nữa đi. Em muốn đấu tay đôi với thầy. Đấu tay đôi. Em nói xem, cái thằng nhóc em, có phải là thầy không dám? Phải, thầy không dám. Thầy sợ khiến em bị thương. Không cần thầy phải lo. Bé tí rành con mà miệng mạnh gớm. Được, vậy thầy sẽ trói hai tay lại. Được. Đến đi. Nào. Ăn đạp nè. Hay lắm. Đẹp lắm. Cú đá hay lắm. Lâm Thu Nam cố lên. Thu Nam cố lên. Nào. Đến đây. Mau đến đây. Mau đến đi. Đánh không được. Thu Nam cố lên. Nào. Hay. Sao lại vậy, thầy Mã? Khoan đã, khoan đã. Dừng, dừng, dừng. Một đứa bé đánh lại thầy Mã sao? Không thể tin nổi. Vừa rồi thầy chỉ đùa với em thôi. Trói tay thì sao mà được chứ? Mỗi một chữ mà thầy sắp nói, em đều phải nghe kỹ cho thầy. Có chừng mực thôi. Lâm Thu Nam. Lâm Thu Nam, em giỏi lắm. Được. Ván đầu tiên xem như hai chúng ta hòa nhau. Ván thứ hai tiếp theo đây, em nghiêm túc nghe cho kỹ vào. Thầy đánh em không được đánh trả. Đứng lại. Chạy. Đứng lại. Đứng lại. Chạy nè. Dừng, mau dừng. Gãy rồi. Gãy cánh tay rồi. Bình bất yếm trá. Hiệu trưởng, thầy Viên, hôm nay tôi mới biết Lâm Thu Nam là cháu trai thầy. Thầy giỏi thật đó. Hai cậu cháu hợp lại chỉnh tôi đúng không? Thầy Mã, không phải chứ. Tôi nói thầy, thầy ra tay với một đứa bé còn thua nữa. Tôi thua sao? Đó là tôi nhường nó. Thầy nói xem, một thầy giáo như tôi Sao có thể so với một đứa bé chứ? Vậy thầy cũng không thể ra tay với đứa bé chứ? Nó nói gì thầy làm theo vậy? Thầy cũng hiếu chiến quá rồi. Đó là tôi hiếu chiến sao? Là cháu trai thầy nghịch ngợm. Viên Lai, cháu trai cậu là cái thể loại gì thầy còn không rõ sao? Cậu còn xếp nó vào lớp cô An. Có ý đồ gì vậy? Đây chẳng phải rõ ràng muốn liên lụy cô An sao? Mã Lập Tùng, đừng ăn nói lung tung. Cậu dám chỉ tôi chỉ đó. Còn chỉ nữa, anh muốn gì? Anh thử xem. Được rồi, đừng ồn nữa. Hiệu trưởng, là do tôi quản lý không tốt. Chuyện này tôi xin gánh trách nhiệm. Hiệu trưởng, không thể trách cô An Nhiên. Thầy chịu điểm tôi đi. Đúng, hiệu trưởng. Chuyện này không liên quan tới cô An. Là lỗi của thầy Viên Lai. Cô tránh xa cậu ta ra. Sau này đừng nói chuyện với loại người này nữa. Buông tay, làm gì đấy? Cậu buông tay, buông ra Mã Lập Tùng. Yên lặng tôi nói một câu. Hai người đánh tay đôi.
Sao người bị thương lại là tôi? Thầy Diên, thầy dạy cháu trai kiểu gì vậy? Tôn sư trọng đạo có hiểu không hả? Cậu ta sao mà hiểu được? Còn cậu nữa, trứng chọi đá, đã dở rồi. Cậu, cô An, trường học coi trọng cô như vậy, cô không thể để trường thất vọng. Mọi người ra ngoài đi. Mã Lạp Tùng đứng lại đó. Cậu không sao chứ? Cháu xem nào. Cậu cái gì mà cậu? Đây là cháu trai, sao khác biệt lớn thế chứ? Cậu xem cái bụng cậu kìa. Chuyện này liên quan gì tới cái bụng cháu? Lâm Thu Nam, cho cậu cái này. Cảm ơn cậu. Không có gì. Đúng rồi, mình cho cậu xem một thứ. Con thỏ đáng yêu quá. Cậu thích không? Ừ. Cậu ôm chắc nhé. Nếu như có thể cho mình mượn cho vài ngày thì tốt rồi. Được thôi, vậy thì cho cậu mượn cho vài ngày. Thật sao? Tốt quá. Lão đại, Lâm Thu Nam ở đằng kia. Vậy mình đi trước đây. Bye bye. Sư phụ, xin hãy nhận chúng con làm đệ tử. Các cậu làm gì vậy? Sau này các cậu chính là những người bạn tốt nhất của Lâm Thu Nam này. Tốt quá, tuyệt quá. Chúng ta là một nhóm. Đúng, vậy thì đặt tên cho nhóm mình đi sư phụ. Vậy thì gọi là Liên minh những người phục thù Trung Quốc. Tôi là Iron Man. Tôi là Hulk. Tôi là Thor. Tôi chính là Po trong Kung Fu Panda. Tôi là Đại Thánh. Cậu lại chọn Đại Thánh trở về nữa rồi. Được rồi, được rồi. Phiền phức quá. Mẹ tôi nói chúng ta đều là truyền nhân của rồng. Vậy thì chúng ta hãy đặt tên là Long Quyền Tiểu Tử đi. Long Quyền Tiểu Tử. Được, nghe lời sư phụ. Đặt là Long Quyền Tiểu Tử. Long Quyền Tiểu Tử. Lâm Thu Nam, thầy cô đến kia. Thầy cô đến rồi, cháu đứng lại. Sư phụ hẹn ngày mai gặp lại. Tạm biệt sư phụ, bye bye. Cháu giỏi lắm. Cậu nói cho cháu biết, cháu có biết cháu gây rắc rối lớn cho cô An Nhiên không? Nếu không phải là cô An Nhiên nói đỡ cho cháu, cháu tưởng là chuyện hôm nay có thế mà xong sao? Đánh thầy giáo, cháu có bản lĩnh thật đấy. Chuyện này không thể trách Thu Nam hoàn toàn. Anh đừng mắng thằng bé nữa. Thu Nam, không bị thương chứ? Ngoan quá. Vậy hẹn gặp em ngày mai nhé. Dạ. Thầy Diên, tôi đi đây. Bye bye. Không được có lần sau đâu đó.